Xin chào quý vị và các bạn đã quay lại kênh của Tuấn. Hôm nay Tuấn vừa về cho mọi người một em Honda CR-V 7L sản xuất 2019, màu trắng mọi người nha, cực kỳ đẹp luôn. Đây mình sẽ quay một vòng cho mọi người xem qua một em CR-V, Honda CR-V 2019 bản L mọi người nhé. Có cửa sổ trời, hai ghế chỉnh điện, một ghế chỉnh điện mọi người nhé. Tuấn sẽ quay một vòng cho mọi người xem qua tổng quan của em xe và chúng ta hãy đi từng chi tiết từng khoang một mọi người nha. Rồi xem qua đây vâng vâng. Cái này thì được sử dụng một cái đèn điện ban ngày, đèn led mọi người nhé, cặp đèn led hai bên luôn, đèn bi gầm đầy đủ, đèn gầm đầy đủ cho mọi người luôn à, đèn gầm này là đèn led luôn mọi người nhé. Mọi người này, coi này, những dãy bao giờ sóc là cực kỳ là đẹp luôn, cực kỳ là liền lạc cho mọi người luôn à. Xi nhan được tích hợp trên gương và đây là khoang lái của em nói đây mọi người à. Ghế da cực kỳ đẹp luôn, còn rất là đẹp, còn rất là mới. Xe này thì hiện tại chạy được 82.000 km thôi mọi người ạ. Có hỗ trợ cửa sổ trời cho mọi người luôn à. Bạn tỉ tay bằng gỗ mọi người nhé. Xem qua này, tôi Tuấn mới dán tem và bảo hành cho mọi người đây. Cảm biến áp suất lốp có đủ cho mọi người nè, cốp chỉnh điện nè, cân bằng điện tử nè, cảm biến phía sau nè. Xem qua nè, ốp giả gỗ trên cái lắp bi cửa rất là đẹp luôn. Ghế chỉnh điện mọi người nha, em là ghế chỉnh điện cho mọi người luôn đây. Có cả hỗ trợ cruise control nè, lẩy số thích hợp sau vô lăng, đèn auto và cái gạt mưa auto cho mọi người luôn. Có cả auto hold mọi người nha, chế độ lái tiết kiệm nè, màn hình zin của xe, điều hòa cực kỳ lạnh luôn, mà điều hòa rất là mát, điều hòa đến 3 vùng rồi mọi người ạ. Điều hòa khoang trước, khoang giữa và khoang sau. Đây là cái khoang giữa đây nè mọi người, và khoang sau nằm trên đây, cực kỳ mát cho những hành khách ngồi phía sau. Đây là cái hàng ghế ngồi phía sau cho mọi người đây, da rất là mịn, rất là căng luôn, rất là đẹp. Mình xem qua chất liệu da nè, 82.000 cây thôi, chủ chạy khá là giữ gìn cho mọi người, keo chỉ zin theo xe mọi người nhé. Tuấn sẽ cam kết với mọi người là xe của mình khi mà mua tại cửa hàng bên Tuấn á thì sẽ không đâm đụng, không ngập nước, bảo hành cho anh chị 6 tháng hoặc là 10.000 km về động cơ, máy móc một số. Đây, cúp điện cho mọi người nha, camera lùi đầy đủ luôn. Ở đây à, đây là hàng ghế phía sau và cũng là cái khoang cốt luôn mọi người à. Khi mà mình gặp xuống thì nó sẽ là như vậy. Khi mà dựng lên thì chúng ta chỉ có một cái khoảng như đây thôi để mình đựng cốp thôi. Đây, điều hòa phía sau cực kỳ lạnh luôn, cực kỳ mát luôn mọi người ạ. Rồi, về cái mức tiêu hao nhiên liệu của dòng xe này thì nó sẽ rơi tầm khoảng là 6,9 lít cho 100km đường kết hợp và 5,7 lít cho 100km đường ngoài đô thị nha mọi người ạ. Đi khá là tiết kiệm luôn, trong này chạy rất là sướng, rất là tiết kiệm nha mọi người. Đây, đây mọi người ạ, mọi người xem qua đây, rất là đẹp luôn. Ghế da rất là đẹp luôn. Bốn lốp Michelin mọi người nha, bốn lốp Michelin, đăng kiểm đến tháng 5 2025 lận. Và anh chị nào ở khu vực phía Nam có nhu cầu quan tâm đến những dòng xe này thì hãy liên hệ ngay với Tuấn qua số điện thoại là 0362 579 689. Giá của dòng xe này thì sẽ được Tuấn để trên màn hình mọi người nha. Và Tuấn đang có nhu cầu mua tất cả các dòng xe cũ tại khu vực phía Nam. Anh chị nào có nhu cầu lên đời hoặc là mua bán xe thì hãy liên hệ ngay với Tuấn mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã quan tâm theo dõi clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.